Chào mọi người ơi, hôm nay thì mình sẽ làm một cái món ăn khá phổ biến ở Việt Nam hiện tại, đó là món bánh mì nến. Nhưng mà vì mình đang sinh sống ở Nhật ấy, thì hôm nay mình đi siêu thị nhưng mình không mua được nến các bạn ạ. Thế là mình mua cái con ngao này, asari. Mình sẽ mua cái này để thay thế nến các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ nguyên liệu của mình chỉ có hành tây, cà chua, asari, và mình sẽ mua một cái gói ngô ngọt này, nó gồm có ngô, cà rốt và đậu Hà Lan các bạn nhé. Mình thì lại khá thích ăn cái loại này, rất là ngon. Bây giờ mình cũng sẽ cùng đi rửa hến và luộc hến nhé bạn nhé. Đây các bạn ạ, bây giờ nước của mình nó rất là sôi rồi, mình sẽ cho ngao vào nha các bạn nhé. Mình đã chuẩn bị xong cái ruột ngao rồi các bạn nhé. Thực ra nếu mà mình nghĩ nếu mà bằng hến chắc là sẽ rất là ngon này, nhưng mà hến hôm nay mình ra siêu thị nó lại không có. Mình sẽ dùng bơ các bạn ạ, chi dự. Mình sẽ dùng loại bơ Nhật nhé, chi dự này mình xào nhé. Đấy, mình sẽ cho hành tây với cà chua vào luôn. Sẽ cho hến vào, sẽ cho con ngao này vào. Không biết là hôm nay món bánh mì hến như của mình có thành công không nữa các bạn ạ. Đang rất là hồi hộp để mong chờ đây. Mình sẽ cho hạt nêm. Nước mắm. Người Việt Nam mình thì nhất định là ăn cái gì cũng phải có một chút nước mắm rồi. Mình sẽ cho thêm vào đây một chút ngô nhé các bạn nhé. Đấy, nhìn rất là hấp dẫn các bạn thấy không? Rất là nhiều màu sắc. Màu đỏ của cà rốt này, màu xanh của đậu Hà Lan này, màu vàng của ngô này, màu trắng của hành tây này. Đấy, rất hấp dẫn các bạn thấy không? Đây, phần nhân của mình bây giờ là đã chuẩn bị xong rồi các bạn nhé. Rất là ngon, hấp dẫn, đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ cùng thử nhá. Mình sẽ ăn thử xem là mùi vị nó ra làm sao nào. Nhìn đây thôi đã thấy ngon rồi các bạn. Đấy, không chỉ ở Việt Nam mới có bánh mì hến ăn đâu các bạn ạ. Và ở bất cứ đâu ấy, mình cũng có thể làm được những cái món ăn mang hương vị Việt, đúng không các bạn?
Mình không biết nói sao nữa nhưng mà mình cảm thấy nó rất là ngon các bạn ạ. Chỉ thiếu mất một chút hương vị của me thôi. Mình nghĩ nếu mà có me vào đây nữa thì chắc là rất là tuyệt vời. Các bạn ạ, mình cũng đã ăn và cảm nhận cái món bánh mì nhân thế của mình vừa làm xong ấy. Nhưng mà mình thấy nó cũng chưa được hoàn hảo cho lắm. Nhưng mà nó lại mang đậm hương vị quê hương Việt Nam của mình. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.